Go, action. Okay. Ai sẽ là người nói? Anh nói trước đi. Okay. Hello, xin chào các bạn. Mình là Manny, đây là Nghĩa Nguyễn và đây là Phúc Nguyễn. À, thì hôm nay tụi mình có một cái challenge nhỏ. Đó là dùng phần mềm free 100%, kể cả những plugin và những thứ các bạn có thể tìm được trên mạng, tìm được trên bất kỳ chỗ nào mà nó free, không tính phần mềm lậu nha. Thì chúng ta sẽ sử dụng tất cả những cái phần mềm đó và làm ra một bài nhạc, có thể là một đoạn, có thể là hoàn chỉnh, tùy theo khả năng, nhưng mà deadline là trong vòng một tuần là chúng ta phải tìm hiểu và sử dụng những cái phần mềm mới hoàn toàn, và đặc biệt nó phải miễn phí. Thì bạn Nghĩa có muốn chia sẻ gì về lần này không? Ok, mình đã chấp nhận challenge này và mình xin giới thiệu với các bạn, mình sẽ dùng phần mềm nó là Reaper. Thì nó không có free nhưng mà nó cho phép. Vậy là đâu có được tính. Không, ví dụ như nãy anh nói là được dùng bản trial đúng không? Trial. Thì trial. Nó cho mình trial miễn phí cho tới khi nào mình mua thì vẫn có thể tính là trial. Và mình sẽ mình thiên về thu âm, cho nên mình còn sử dụng thêm một cái là loa của thiết bị smartphone để mình thu âm và mình làm nhạc. Thì mình sẽ làm nhạc dựa trên những cái idea đó. Ok, không xoài đi nữa tiếp. Phúc. Hello các bạn. Mình accept cái challenge này, nhưng mà mình chưa có biết là mình sử dụng phần mềm gì, thì nên bây giờ mình đang Google. Thì mình sẽ dùng một trong những cái phần mềm free này để chưa biết nhưng mà dùng để làm gì. Ok, challenge accepted. Ok, mình cũng sẽ chơi cái trò này cho vui. Thì mình sẽ sử dụng một cái phần mềm trên iPad. Gần đây thì mình có sử dụng một số cái phần mềm trên iPad để mình tò mò làm nhạc. Thì ở đây mình sử dụng một cái phần mềm tên là Medley. Thì cái phần mềm này được recommend bởi Ableton. Thì phần mềm này nó không hẳn là free, nhưng mà nó có, như bạn nghĩa là nó free trial. Là nó có phiên bản dùng thử cho các bạn dùng thử. Và cái phần mềm này nó rất là đặc biệt là nó có thể làm gần như tất cả mọi dòng nhạc. Thì mình cũng không có mò nó quá sâu, mình mới download thời gian gần đây thôi. Thì hy vọng trong cái khoảng thời gian free trial này mình có thể làm ra được một cái bài nhạc hoàn chỉnh. Thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào công cụ để tìm hiểu làm sao sử dụng nó đi hả. Rồi. Và cái video mà các bạn xem tới đây thì 1000 years later thì các bạn sẽ được xem tiếp cái bản final của ba người tham gia cuộc thi này. Và nếu mà các bạn thích tham gia cuộc thi này cho vui, hoặc là các bạn muốn tìm hiểu tò mò thêm về cái thế giới producer bằng những cái phần mềm free, thì các bạn cũng có thể tham gia bằng cuộc thi này. Thì cái phần thưởng rất là lớn. Mình vẫn đang Google xem cái phần thưởng là cái gì. Ok, hẹn gặp các bạn trong cái final wrap. Bye, okay. Peace.